Rồi, chào mừng tất cả các bác đến với kênh Huy Cường Audio. Thì hôm nay bên em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác cái dòng dây tín hiệu và dòng dây loa Acouphase. Thì dòng dây loa và dòng dây tín hiệu này thì bên em bán cũng rất là nhiều rồi. Đấy, cái chất lượng âm thanh thì nó cũng khá là ổn định ở trong cái tầm giá mà các bác cần phải bỏ ra nhá. Đó, thì mọi chi tiết liên hệ mua hàng các bác có thể liên hệ trực tiếp cho em qua hai số điện thoại trên màn hình 0775 264 888 hoặc 0354 725 058. Thì bên em đã ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Đấy, các bác nhận hàng, kiểm tra rồi thanh toán tiền cho nhân viên giúp em nha. Rồi, thì đầu tiên em sẽ đi cho tất cả các bác cái cặp dây tín hiệu Acouphase này. Đây em sẽ... Thì đây, trên tay em đang cầm đây chính là một cặp dây tín hiệu Acouphase. Đó, thì các bác có thể thấy được cái dòng dây tín hiệu này thì rất là đẹp. Dây thì cũng khá là mềm dẻo nha. Đấy, đầu rắc của nó này. Đây các bác nhìn. Thì dòng dây này thì để nói ấn tượng nhất là em ấn tượng ở cái đầu rắc của nó cực kỳ là đẹp. Đây, các bác nhìn. Đầu rắc AV của nó thì rất là cao cấp. Đó. Đầu rắc AV của nó này. Đấy, rất là đẹp nha. Đấy, dòng rắc này thì các bác cắm rút nó cực kỳ là êm, các bác nhìn này. Đó. Đầu rắc của nó đấy. Đấy, đây. Trên thân rắc thì các bác nhìn này. À, Acouphase, nó là dòng kỷ niệm 40 năm. Đấy, Acouphase 40TH. Đó. Thì dòng dây AV này thì đây, các bác lưu ý của em nhá. Đây nó sẽ có mũi tên điều hướng như thế này này. Đó. Thì khi các bác lấy về, đấy, các bác cắm làm sao cho nó đúng cái điều hướng của nó để nó phát huy tốt nhất cái chất âm mà nó mang lại nha các bác. Đó. Và cái cặp dây AV Acouphase như thế này á thì hiện tại là bên em chỉ có 1 mét nha các bác. Đấy, chỉ có 1 mét thôi. Hàng của nó là về nguyên bán. Thì giá của cặp dây AV như này thì em vẫn đang bán cho các bác là 850.000. Đấy, giá là em bao ship toàn quốc cho tất cả các bác. Đấy, một cặp dây AV Acouphase 850.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác. Đấy. Đấy, rất là tầm tiền với dòng dây AV như thế này nha. Đấy, chất lượng dây cũng khá là ổn định. Rồi, tiếp đến thì đây, trước mặt các bác đây chính là cái cặp dây loa. Đấy, mình quay đây. Đấy, thì cái dòng dây loa này thì nó về được đầy đủ túi của nó nha. Đấy, dây loa thì có đầy đủ túi nên là các bác không phải lo. Này, dây của nó đây. Dây loa thì nó sẽ cứng hơn dòng dây AV một chút nha. Đấy, vì đặc trưng dây của nó vậy rồi. Đấy, nên là các bác lưu ý dùm em. Này, các bác nhìn. Acouphase. Đó. Phân biệt đây, đỏ đen âm dương cho tất cả các bác. Đấy, lõi dây của nó đây. Lõi dây của nó là 3.0 ly nha. Và đây là cái cục đây nó không phải là cục chống nhiễu đâu. Thực ra cái này nó là cục chia dây nha các bác. Các bác nhìn này. Acouphase. Đó, cũng được đi theo điều hướng mũi tên như thế này. Đấy, các bác nhìn. 40TH. Đấy. Cặp dây của nó thì mỗi vế là dài 2,5 mét nha các bác. Đấy, đây. Thân dây của nó đây. Các bác nhìn thân dây. Rất là đẹp. Bên ngoài bọc lớp vải của hãng, các bác nhìn rất là đẹp nha. Đầu rắc của nó này, đầu rắc dây loa của nó cũng rất là đẹp nha. Đấy. Thì cái dòng này thì nó sẽ dùng tất cả là đều dùng đầu rắc bắp chuối nha các bác. Đấy. Tất cả của nó là đều dùng đầu rắc bắp chuối này, các bác nhìn. Bắp chuối của nó thì dòng này cắm rút khá là êm. Đấy, dây này thực ra nó không phải là dây mới 100% nha các bác. Đó, nhưng mà nó là hàng trưng bày nên là mình lấy về được chất lượng dây nó vẫn còn rất là đẹp để phục vụ cho tất cả các bác. Đấy, em quay lại cho các bác xem này. 40TH. Còn về cái chất âm của thằng dòng dây loa như thế này thì nó cũng thuộc dạng tầm trung thôi. Đấy, nên là chất âm mà nó mang lại thì đều nói cải thiện tốt thì nó sẽ cải thiện được đều ba giải cho tất cả các bác. Đấy, còn giải bát thì nó sẽ nhỉnh hơn một chút nha. Đấy, giải bát nó sẽ cải thiện nhiều hơn. Đấy, tiếng trung tiếng trầm của nó sẽ tốt hơn. Đấy, nên là những bác nào đang nghe những dòng nhạc vàng hay là bolero trữ tình thì các bác chủ yếu đấy, là cần những cái dòng giải trầm để trung làm sao cho nó tiếng của nó gọn gàng và nó chi tiết. Đấy. Thì hai cái dòng dây loa và cái dòng dây tín hiệu này thì nó sẽ đáp ứng đầy đủ được những cái yêu cầu đấy cho tất cả các bác nha. Đó, thì hôm nay Huy Cường Audio cũng
làm clip cái dòng dây loa, dòng dây tín hiệu. Đấy, thì những bác nào có nhu cầu về những cái dòng sản phẩm như thế này, các bác cứ alo cho em qua hai số điện thoại trên màn hình. Đó, bên em sẽ ship code cho tất cả các bác nha. Đấy, ship COD toàn quốc cho tất cả các bác. Các bác nhận hàng kiểm tra. Đấy, đúng hàng như hình ảnh này thì rồi bắt đầu các bác thanh toán tiền là nhân viên giúp em nha. Đấy, và cái cặp dây AV và cái cặp dây loa này, nếu bác lấy là lấy đồng bộ thì em bớt cho tất cả các bác 100.000 nha. Đấy, cái cặp dây AV và cặp dây loa này. Đấy. Đấy. 850.000 này. Và cái cặp này là 1.800.000. Các bác lấy trọn bộ thì em bớt, không thì giá vẫn là vậy và giá là em bao ship cho tất cả các bác nha. Đó. Rồi, thì xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp.